Vâng, thưa quý khán giả, mười mấy tiếng ở trên máy bay không có internet, bây giờ giờ này mới có internet để đang gửi tới quý vị hình ảnh chúng tôi đang từ phi trường Italy đi về khách sạn. Chào Trần Xuân Anh, người đầu tiên. Trước mặt quý vị đây là một xa lộ từ phi trường, từ sân bay Roma đi về khách sạn. Và năm nay thì chúng tôi sẽ ăn Tết tại Ý, tại vì ngày 14 tháng 2 này là ngày Valentine. Thì ngày 15 tháng 2 thì con gái sẽ tổ chức đám cưới tại Ý. Vâng, dọc từ nãy giờ từ dọc hai bên cái đường thì chúng tôi thấy rằng hãy còn rất nhiều đất trống. Ở đây là một cái trạm xăng và nghỉ và có ăn uống. Chào bác sĩ, chào Bùi Quốc Trị, Lê Đình Đại, Quan Khúc. Vâng, thì cái kiến trúc của bên Ý này cũng tương tự như là bên Mỹ thôi. Cũng có những cái cầu vượt băng qua đường xa lộ. Xa lộ thì tương đối giờ này là 12 giờ trưa. Vâng, nhà báo đang làm live stream, vui lòng không có gọi điện thoại. Dung Mai vui lòng đừng có gọi điện thoại. Bạn nào nhắn tin Dung Mai đừng có gọi điện thoại cho nhà báo đang live stream. Chúng tôi sắp sửa đi vào trong thành phố. Chào Tuần Xuân Anh, Nguyễn Tấn Dũng. Quý vị đang cùng với KBC Hải Ngoại du lịch tại Ý. Trước mặt quý vị đây là xa lộ từ sân bay Roma đi vào trong thành phố. Trong những ngày kế tiếp chúng tôi sẽ làm những phóng sự những cái địa điểm thắng cảnh của California, của Ý, của Roma. Đây là trên xe buýt, đây là bà con, những người đang ngồi trên xe buýt, bạn bè của con gái, bố mẹ hai bên. Chúng tôi để cái cây quay tự sướng ở trong vali chưa lấy ra được. Đây là những cái nhà ở bên Ý này nhìn cũng có rất là nghèo nàn, thưa quý khán giả. Những chung cư này nhìn thua chung cư ở Việt Nam nữa đấy. Và đất trống đang rất nhiều xây cất. Vâng, nhà cửa cũng san sát, thưa quý khán giả, sợ còn thua cả Việt Nam nữa đấy. Mình không phải là mình, Việt Nam mình mèo khăn mèo dài đuôi nha. Đây là những cái chung cư cũng thấp đây, còn trên 4 tầng 5 tầng này của tối đa.